kính chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về khóa học đặc thù tiếp theo của kế toán Việt Hưng đó là khóa học kế toán dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy. Đối với công ty về dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy, ngoài việc sửa chữa ra thì chúng ta còn có bán phụ tùng ô tô xe máy. Thì như vậy một loại hình doanh nghiệp mà có doanh thu từ hai mảng trở lên thì chúng ta phải biết cách tập hợp chi phí cho hai mảng. Như vậy, nội dung của khóa học này sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách hạch toán cũng như tập hợp chi phí, tính giá thành cho dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy. Về nội dung thứ nhất, giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn là xử lý số dư đầu kỳ. Tức là công ty đang hoạt động từ những năm trước và có các số dư để chuyển sang những năm sau để chúng ta hạch toán cân đối lên báo cáo thì chúng ta phải xử lý số dư đầu kỳ. Số dư đầu kỳ ở đây thì bao gồm thứ nhất là tồn kho nguyên vật liệu. Thứ hai là công nợ phải thu phải trả. Thứ ba là giá trị còn lại của công cụ và tài sản cố định thì chúng ta phải chuyển sang đầu kỳ sau để chúng ta khấu hao phân bổ cũng như là xuất dùng tiếp. Thứ hai là hướng dẫn cho các bạn về xử lý số liệu trong kỳ bao gồm thứ nhất là hướng dẫn cho chúng ta hạch toán các hóa đơn đầu vào đầu ra hóa đơn đầu vào là nguyên vật liệu như matit sơn lót sơn chống hà si đánh bóng sơn xịt rồi các ốc vít bu lông những cái vật tư mà liên quan đến phụ tùng ô tô xe máy thì chúng ta phải hạch toán như thế nào trong trường hợp một phụ tùng đóng vai trò vừa là nguyên vật liệu, vừa là hàng hóa để xuất ra bán thì chúng ta cần phải xử lý thế nào trong trường hợp này? Hoặc trong trường hợp chúng ta ngoài việc dịch vụ sửa chữa xe và bán phụ tùng thì chúng ta có thêm các dịch vụ như là dịch vụ dọn dẹp nội thất hay là dịch vụ rửa xe thì chúng ta phải tập hợp chi phí như thế nào? Kế toán cũng hướng dẫn cho chúng ta về cách hạch toán lương nhân công hạch toán về bảo hiểm cũng như là cách lập hồ sơ lương nhân công hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán ngân hàng thu chi theo dõi công nợ phải thu phải trả hạch toán về các hóa đơn dịch vụ dùng chung như là tiền điện tiền nước tiếp khách văn phòng phẩm hướng dẫn hạch toán thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp thuế môn bài hoặc là thuế thu nhập cá nhân cuối mỗi tháng thì giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn xử lý số liệu phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định kê khai báo cáo thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp và cuối kỳ thì hướng dẫn cho các bạn về cách tập hợp chi phí tính giá thành đối chiếu doanh thu chi phí của từng loại dịch vụ hay là hàng hóa và cuối cùng là hướng dẫn các bạn về cách cân đối các chỉ tiêu số liệu phát hiện ra chi tiết và tổng hợp nếu như không trùng nhau thì chúng ta phải xử lý như thế nào để lên được bộ báo cáo tài chính chính xác. Sau khi lên được báo cáo tài chính thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tập hợp in sổ sách và báo cáo để sau này lưu lại công ty và quyết toán với cơ quan thuế. Tất cả những cái nội dung đấy thì sẽ được giáo viên truyền đạt cho các bạn trong nội dung của khóa học sửa chữa ô tô bao gồm một là có thể học trên chứng từ của trung tâm Hai là học trên chứng từ của công ty học viên Thì chúng ta cũng đều được học đầy đủ nội dung như vậy Nói về hình thức học thì trung tâm kế toán Việt Hưng là chuyên đào tạo kế toán online Một giáo viên dạy một học viên Giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác, hướng dẫn các bạn thì bằng cách là sử dụng phần mềm UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa tất cả các phần mềm học thì trung tâm sẽ cài đặt và các bạn chỉ cần sử dụng đối với phần mềm kế toán thì trung tâm chủ yếu sử dụng phần mềm kế toán misa hoặc là phát nếu như các bạn có phần mềm viết riêng cho công ty thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm riêng còn nếu không thì trung tâm sẽ cài đặt phần mềm cho chúng ta và có thể sử dụng để làm cho công ty được luôn đối với giáo trình học thì như tôi vừa nói là các bạn có thể học trên chứng từ của trung tâm hoặc là học trên chứng từ của học viên. Học trên chứng từ của học viên thì giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trực tiếp trên hóa đơn chứng từ của công ty luôn. Có vấn đề gì còn tồn động thì giáo viên cùng học viên tháo gỡ và giải quyết. Tránh trường hợp là tồn động số liệu sai sang những năm sau. Còn nếu học trên chứng từ của trung tâm thì các bạn muốn xem thử giáo trình chúng ta vào website lớp học làm kế toán vn vào các khóa học chọn khóa học kế toán doanh nghiệp các bạn chọn khóa học kế toán sản xuất ở trong đây sẽ có bộ chứng từ sửa chữa ô tô các bạn không cần đăng nhập tài khoản trung tâm mở cho chúng ta xem tài liệu của hai buổi buổi 2 và buổi 3 các bạn click vào buổi 3 hoặc buổi 2 đều được chúng ta cần xem nội dung các bạn nhớ nếu như chúng ta muốn vào để nghe được video thì chúng ta phải vào bằng trình duyệt cốc cốc. Và sau khi mở được chứng từ ra thì chúng ta click vào chữ MISA và click vào play để chạy. Xem xong thì chúng ta nhấn đóng lại. Các bạn có thể xem ở các trang tiếp theo bằng cách chúng ta vào trình đơn và chuyển sang các trang khác để chúng ta xem. Quay trở lại về nội dung của giá trình sửa chữa ô tô. Thì ở đây trung tâm cũng biên tập đầy đủ các chứng từ Buổi 2 là đầu kỳ Từ buổi 3 trở đi là phát sinh ở trong kỳ Bao gồm tất cả các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng, bán hàng, thu, chi, nhập xuất kho Tài sản cố định, công cụ, giấy nộp tiền thuế các loại Ủy nhiệm chi, lệnh có Phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định và giá thành ở đây sẽ thể hiện chứng từ của 3 tháng để chúng ta lên báo cáo tài chính. Và đến buổi cuối thì chúng ta sẽ được học về cách kê khai thuế và lên báo cáo tài chính. Đó là tổng hợp tất cả nội dung của khóa học kế toán sửa chữa ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về kế toán Việt Hưng thì các bạn vào web làm kế toán.vn hoặc kế toán Việt Hưng.vn chúng ta kéo xuống dưới cuối cùng click vào chữ YouTube. Để chúng ta xem các kênh YouTube của kế toán Việt Hưng. Tức là các video giáo viên giảng cho học viên theo các loại hình doanh nghiệp. Thì các bạn có thể xem. Hoặc chúng ta có thể tìm hiểu bằng cách là vào Facebook. Chúng ta tìm kiếm kế toán Việt Hưng dạy học kế toán online. Chúng ta click vào. Các bạn vào đánh giá để xem những nhận xét của học viên đã nhận xét về kế toán Việt Hưng. Và chúng ta có thể click vào từng học viên để chúng ta hỏi xem các bạn đã học ở bên Việt Hưng như thế nào để chúng ta hiểu hơn về kế toán Việt Hưng và tin tưởng tham gia khóa học. Còn khi tham gia khóa học tại kế toán Việt Hưng thì chắc chắn là các bạn học xong sẽ làm được việc và được giáo viên hỗ trợ lâu dài trong quá trình làm việc. Tôi cũng hy vọng là được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong thời gian ngắn nhất. Chúc các bạn thành công.